Hi, chào mừng tất cả quý anh chị và tất cả các bạn ạ. Hiện tại Tân Phát đang có mặt tại cái lô đất 112,5m², rộng 5m. Phía trước lô đất là đường rộng 15m, làm đường là 7m, hai bên là vỉa hè là rộng 3m nha anh chị. Lô đất này với cái địa chỉ là ở khu phố Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Đất này thuộc đất ở tại đô thị. Pháp lý lô đất này là sổ hồng, sở hữu lâu dài. Lô đất này là thuộc hướng hướng Tây Nam. Đó. Hiện tại lô đất này bán với giá là 1 tỷ 100 triệu nha anh chị. Dân cư xung quanh lô đất này là hiện hữu. Hiện tại lô đất này gần các điểm, ví dụ như là điểm lớp mầm non thuộc đội 6 này, gần bệnh viện Tuy Phước, gần các trường học, gần ga Diêu Trì, gần đường quốc lộ 1A Diêu Trì luôn nha anh chị. Thì hiện tại chú đang bán lô đất này là 1 tỷ 100 triệu. Thì quý anh chị nào đang quan tâm đến lô đất này thì có thể liên hệ trực tiếp đến Tân Phát nha. Rồi giờ Tân Phát mời quý anh chị cùng Tân Phát tham quan từ cái đoạn đường quốc lộ 1A thuộc thị trấn Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định vào đến cái lô đất. Thì anh chị quan tâm đến lô đất này thì có thể xem video này để dễ hình dung lô đất hơn ha. Đó, anh chị có thể xem ạ. Đó, đây là cái góc mà cua vào lô đất nha. Rồi, tới đây là quý anh chị sẽ rẽ mé bên tay phải. Rồi anh chị rẽ mấy bên tay trái. Rồi phía trước này chính là địa chỉ lô đất đó anh chị nha. Rồi quý anh chị nào quan tâm đến lô đất này thì nhớ kết nối với Tân Phát nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.